Alo, alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị và đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng yêu đời và lạc quan trong cuộc sống nha quý vị. Thì đến với chương trình Kể Chuyện hôm nay thì em xin phép được tâm sự những cái vấn đề về chuyện thầm kín mà rất là khó nói ra của một cặp vợ chồng và nhiều cặp vợ chồng khác. Bởi vì người ta nói á, khi mà tuổi trẻ đó thì nhiệt huyết nó nhiều, nhưng khi mà cứng cứng tuổi rồi thì nhiệt huyết nó bớt lại, mà khi mà lớn tuổi quá rồi thì ta nói nó yếu dễ sợ luôn, lên cái xìu vậy đó. Cho nên là đây là một cái vấn đề nhức nhối trong xã hội ngày nay của rất là nhiều cặp vợ chồng. Ngày hôm nay em muốn nói về một cái câu chuyện, kể cho quý vị nghe một câu chuyện có một cái giống như là một cái bí mật để giúp cho các ông chồng vượt qua những nỗi khổ, làm gì để luôn sung sức ở trên giường tuổi xế chiều. Wow, chủ đề bữa nay nó hấp dẫn ngàn ngàn. Xin phép kể câu chuyện ngắn cho quý vị khi mà mình có cái đáp án này ha. Cái câu trả lời này á, làm quý vị nghe cái câu chuyện này trước đi. Trời đất, coi mất cười muốn bể bụng quý vị ơi. Câu chuyện như thế này. Có một ông chồng này thì cũng lớn tuổi rồi mà rất là yêu vợ mình. Bà vợ thì cũng tuổi tác thì cũng không còn trẻ nữa, nhưng mà được cái rất là thích chuyện đó, hai chồng thích chuyện đó cực kỳ luôn. Nhưng bà vợ này thì nhu cầu bả khá là cao, ông chồng thì tuổi già rồi, nó mệt mỏi bệnh chịu không nổi, buồn bực gì đâu, mà con vợ thì nó cứ là coi như là nhu cầu nó cao quá, ông chồng đâu có đáp ứng được. Cho nên ổng cũng buồn, muốn làm sao cho vợ vui nhưng mà không biết làm sao. Trong khi đó hai chồng sống với nhau là bữa nay là có con có cháu nội luôn rồi, thấy không, mà bây giờ là đâu có dám tâm sự với tụi nó cười sao. Cho nên là bà vợ bà mới đi sinh nhật, giống như bà đi cho một cái đám tiệc á, thì có rất là nhiều người bạn ở trong cái tuổi của bà đó, thì bạn bè ta đi, vợ chồng người ta đi chung nhau, thấy tình tứ, thấy cũng còn trẻ trung yêu đời quá đi, mà cái mặt của bà vợ này thì buồn hiu à. Thì mấy người bạn mới hỏi sao rồi, vợ chồng bà sống với nhau có hạnh phúc có khỏe không, mà bữa nay tôi thấy bà sao mà buồn ủ rũ quá. Thì bà mới tâm sự, bà nói ông chồng bà thế này thế kia vậy biết cũng chán quá không biết cách nào. Thì nghe vậy thì mấy bà bạn mới mách với nhau, thôi được rồi tôi hiểu rồi, hồi lúc trước chồng tôi cũng vậy đó, nhưng mà bữa nay á, là chồng tôi ổng sung sức dữ lắm luôn, sung bất khía luôn, là nhờ cái tiệc chiêu này nè, để tôi chỉ cho bà không. Vậy hả, trời, bà có tiệc chiêu có cách gì bà chỉ tôi đi, tôi cảm ơn bà nha. Bây giờ tôi nói bà nghe, bây giờ ông chồng bà nó lớn tuổi rồi, cho nên bây giờ bà phải đi ra chợ bà mua liền lập tức mấy cái bộ đồ ngủ mà ta nói áo dây đồ nó hơi mát mát mà nó hơi mỏng mỏng, thấy không, màu phải sặc sỡ như là một cái bông nhé, màu hồng màu trắng này nọ kia đó, thấy không. Đến chi vậy bà khờ quá, bà cứ mua đi rồi á bà đem về ha, cái bà mua một cái cuộn phim nghèo biết không, phim nghèo mà mua về. Rồi bà bật lên buổi tối á, bà để ông chồng bà nằm trên bắp đùi của bà, hai chồng bà nằm coi phim là bảo đảm ông chồng bà nó sẽ lên được liền luôn. Trời ơi, ông chồng của tôi làm rồi hay lắm. Vậy hả, thiệt không, trời ơi, cảm ơn bà nha, tôi về, đúng là bà là vị cứu tinh của vợ chồng tôi rồi. Hài ô, trời đất, cô con mẹ mừng giống như trúng số vậy đó. Mẹ về cái bắt đầu cái mẹ đi ra chợ liền lập tức, bà lựa, tôi nói bà lựa 5 bộ luôn, màu hồng màu xanh màu trắng, tôi toàn màu sặc sỡ hoa lá hẹ, bỏ sặc cầu vồng không, mua một cái bộ phim nghèo luôn, đầu tư dễ sợ ha, kỳ này chịu đầu tư lắm. Tối hôm đó không có nói không rằng gì cho ông chồng đó, là bắt đầu bà tắm rửa xong bà bận bộ đồ lên, cái bà bật phim lên, cái ông chồng nằm trên bắp đùi của bà, thì ông chồng ông cũng nằm xem phim vậy đó, thì đóng cửa lại để mấy con tụi nó vô thì cũng kỳ. Cái bắt đầu hai chồng ngồi coi phim xong đã đời á, thì bắt đầu ông chồng này ông có cái cảm giác đó, thì bắt đầu ông quay qua cái kim đồng hồ của ổng là nó chỉ hướng là coi như là lên số 12 luôn, thì bắt đầu là căng ten ổng dựng đứng lên, thì ổng quay qua thì bắt đầu ổng làm bà đây, cái bả mới giơ tay bả tắt phim để mà tập trung, vợ chồng tập trung để làm ở đây, coi như cái kế hoạch của mẹ kia mới chỉ mình hay quá, kỳ này có hiệu quả rồi. Thì lúc mà vừa tắt phim xong á, thì ông chồng ổng xuống lên nổi, cái bà vợ bà tức quá, bà mới nói ông sao kỳ vậy, lúc nãy tôi thấy ngon lành sung khí mà sao bị tự bị gì tiếng xuống vậy. Ừ, tôi cũng biết bà ơi, từ nãy tôi thấy bật phim lên đó thì tôi thấy nhỏ nó gơn cái tiếng nó nghe dễ thương, thành thử ra tôi mới ấy, giờ tôi bà tắt phim mà thôi tôi mệt quá nghỉ khỏe đi bà ơi. Trời đất ơi, bà tức quá trời quá đất luôn, bà nói vậy là
ông chồng mình ông mê cái tiếng gên. Tiếng rồi được rồi bà. Bắt đầu bà mới học theo. Bà mới học theo, bà tập vợt, bà làm y gan nhỏ trong phim luôn. Cái tối hôm đó không bỏ cuộc, tiếp tục, coi như là chiều ông chồng tới bến luôn. Ông chồng coi như là ông thích tiếng gên đúng không? Bữa nay mình sẽ làm cái tiếng đó. Thì bắt đầu là tối hôm đó cũng tiếp tục thay bộ đồ ngủ màu trắng để ông chồng bắp đùi rồi bật phim nghèo lên. Cái hai vợ chồng cũng coi coi vậy đó. Coi hồi cái ông chồng bắt đầu là cũng lên lên rồi cái tên dựng đứng lên là nhỏ. Quay qua bắt đầu có cảm giác làm bà cái bà đứng lại bà dối bà tắt cái phim nữa. Bà tắt phim nữa. Thì khi bà vừa tắt xong ha. Ông chồng ổng xìu xuống. Cái bà vợ kỳ này bà giận tím mặt luôn, bà nói: "Ủa, sao kỳ vậy ông? Hồi hôm qua cũng vậy, bữa nay cũng vậy là sao?" "Chẳng sao gì bà. Trời ơi thì tôi mệt quá tôi muốn đi nghỉ mệt chứ gì bà la dữ vậy. Trời ơi trời, tôi bỏ biết bao nhiêu công sức ra, tôi làm hết lần này đến lần kia, thấy không? Sao mà kỳ vậy? Hôm qua ông nói với tôi á là ông thích cái tiếng ghen của nhỏ trong phim. Bữa nay tôi học của người ta tôi làm y gan luôn. Mà sao tự nhiên cái ông xìu xuống kỳ vậy? Đang ngon lành, đang yên, đang lành tự nhiên cái xìu xìu xuống à? Tôi làm y chang người ta rồi, ông còn muốn gì nữa?" "Trời ơi trời, bà ơi, đúng là hôm qua tôi có nói là tôi thích tiếng ghen thiệt. Mà người ta hên nghe gần chết luôn, ta ghen nghe gần chết luôn vậy đó, nó mới lên. Trời trời, bà ghen như cái quần què người ta vậy đó." "Bà ghen như cái quần què người ta vậy. Lên sao được bà lên." Trời ơi, bà vợ mới tức quá, bà nói: "Trời trời, chồng với trả con bực quá trời rồi. Làm tao nói mất công mất mất bỏ hết thời gian ra mà không được cái gì hết trơn trọi á." Thì đó là những cái cách mà người ta chỉ cho bả đó, sung sức sung bơ khía lên mà về tao nói bà ông chồng chê một cái câu thẳng thừng bự như cái quần què ta. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều, bởi vì người ta mới nói là tuổi già tuổi xế chiều thì cũng có nhiều người cũng sống với nhau bằng tình nghĩa thôi, nhưng mà đôi khi cũng có những cái chuyện đó, như là mình không có mong muốn á, mình cũng muốn tìm một giải pháp này giải pháp kia, nhưng mà cũng có rất là nhiều người làm này làm kia mà rút cuộc các cười muốn bể bụng quý vị ơi. Tiền mất mà tật mang, bỏ tiền cái mua quần áo làm chi cho tốn kém, mua phim nghèo nữa, rút cuộc không làm ăn gì được. Thì đó là những cái câu chuyện ngắn mà em muốn góp vui cho quý vị. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho cái kênh kể chuyện này của em. Và nếu như em mà có kể ha nó không hay là vô duyên như thế này thế kia thì xin quý vị cho em những cái lời góp ý, những cái lời bình luận bên dưới. Và nếu như quý vị nào mà yêu mến em thì xin nhớ like video, đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.